Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 24 tháng 2 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm chết 12 người, bị thương 30 người, trong đó đường bộ xảy ra 21 vụ làm chết 12 người, bị thương 29 người, đường sắt xảy ra 1 vụ làm bị thương 1 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 3.293 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Rạng sáng ngày 24 tháng 2 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông. Đáng nói là 2 vụ việc đều là giữa xe máy và xe container trên một đoạn đường cách nhau chưa đầy 1 km. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 24 tháng 2 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết tại chỗ. Một xe máy mang biển kiểm soát 67K46440 do nam thanh niên khoảng 24 tuổi quê An Giang điều khiển xe lưu thông về hướng Đồng Nai. Do trời tối, nam thanh niên không quan sát được phía trước đã tông vào đuôi xe container đang dừng đỗ để phá vỏ bên đường. Cú tông mạnh vào đuôi xe đã khiến tài xế xe máy đập đầu vào thùng xe, ngã xuống đường và tử vong. Ngay sau đó, một giờ đồng hồ, tiếp tục một vụ tai nạn tương tự xảy ra trên đoạn đường này. Một xe máy lưu thông về hướng Đồng Nai đã đâm vào phần đầu xe container đang di chuyển. Cú tông trực diện khiến xe máy dính chặt vào bánh xe container hư hỏng nặng. Người đàn ông bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo phát triển cơ quan quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh nhằm lấy ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia quốc tế về việc thành lập và mô hình cơ quan quản lý giao thông công cộng cho địa phương này. Theo Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, trong tương lai, Thành phố Hồ Chí Minh có một hệ thống giao thông công cộng đa dạng bao gồm 8 tuyến tàu điện ngầm, 6 tuyến xe buýt nhanh, các tuyến buýt truyền thống và các phương tiện giao thông công cộng khác. Vì vậy mà việc nghiên cứu thành lập một cơ quan quản lý giao thông công cộng đóng vai trò điều hành đang là vấn đề cần thiết. Từ năm 2014, bằng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai dự án phát triển cơ quan quản lý giao thông công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng giải pháp, mô hình và lộ trình thành lập cơ quan này. Tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ về mô hình cơ quan quản lý giao thông công cộng tại các thành phố lớn như Paris, London, trong đó đưa ra khuyến cáo về việc áp dụng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thành phố nên thành lập cơ quan quản lý giao thông công cộng chậm nhất là đầu năm 2017, phải quyết định về cơ cấu tổ chức vận hành vào cuối năm 2018. Nếu không thể hoàn thành vào thời gian trên thì nên lùi lại khoảng 2 năm nữa. Khi cơ quan này ra đời sẽ đóng góp vai trò quan trọng, phối hợp với các phương thức giao thông, cơ sở hạ tầng thống nhất, tăng cường khả năng vận tải của loại hình giao thông công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông thủ đô, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra đề xuất mỗi người chỉ được sở hữu một biển số xe. Đề xuất này ngay lập tức đã nhận được rất nhiều luồng ý kiến phản đối vì nó tồn tại nhiều điểm chưa phù hợp. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, mục tiêu của đề xuất này là hạn chế tăng phương tiện cá nhân, tạo thuận tiện cho việc quản lý xe chính chủ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đề xuất này vừa đưa ra đã nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt nó gây ra tình trạng người không có nhu cầu sẽ bán suất cho người có nhu cầu lấy tên mình để đăng ký. Là nó sẽ phát sinh nhiều những cái mối quan hệ dân sự phức tạp kéo theo nó, và những cái công tác quản lý về trật tự an toàn giao thông nó cũng sẽ phát sinh những cái khó khăn phức tạp hơn. Mỗi tháng Hà Nội có 16.000 xe máy và 500 ô tô đăng ký mới, nâng tổng số phương tiện lên gần 6 triệu xe máy. Với khoảng hơn 600.000 ô tô, chưa kể hàng chục ngàn xe công và các phương tiện giao thông ngoại tỉnh. Đó là áp lực giao thông quá lớn. Hạn chế phương tiện cá nhân là cần thiết, nhưng phải theo luật định. Cái việc mà mỗi người chỉ được sử dụng một phương tiện, tức là nó ảnh hưởng đến cái quyền sở hữu tài sản của công dân. Đây là một cái quyền hiến định. Thế vì vậy cho nên là chúng tôi cho rằng ở phương diện pháp lý mà giới hạn mỗi người chỉ được sử dụng một phương tiện cá nhân đó, là cái trường hợp này là không phù hợp. Đúng không? Bây giờ người ta có tính đến cái quyền mà ví dụ là tôi mua cho con tôi, nhưng con tôi nó chưa đủ chín chắn, chưa đủ trưởng thành, chưa đủ ấy, nhưng mà trong nhà có điều kiện người ta vẫn mua cho con, nhưng cái quản lý tài sản đấy là phải do ông bố. Đúng không? Đấy, đấy là một cái mà có khi là những nhà mà làm luật hoặc là những nhà người ta nghĩ ra cái đấy người ta chưa làm. Tại nhiều nước trên thế giới, hạn chế phương tiện cá nhân
giảm ùn tắc giao thông được thực hiện nhờ nhiều biện pháp đồng bộ. Trước đây, Hà Nội đã có quy định không cho đăng ký xe tại 4 quận nội thành, nhưng lượng xe từ các quận ngoại thành đưa vào sử dụng lại tăng đột biến. Do đó, thành phố buộc phải bỏ quy định trên vì không phù hợp. Xe máy cũ hết đát là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường, gây mất trật tự giao thông. Với lý do này, thành phố Hà Nội đã tìm giải pháp thu hồi 2,5 triệu xe máy hoạt động từ trước năm 2000 đến nay. Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết hiện chưa có quy định về niên hạn sử dụng xe máy và môi trường nên sẽ khó thu hồi. Trao đổi với phóng viên VTC14, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết hiện nay Việt Nam trong luật giao thông đường bộ chưa quy định về niên hạn sử dụng xe máy, cũng chưa có quy định về kiểm tra môi trường từ khí thải xe máy. Vì thế, thống kê 2,5 triệu xe máy quá đát không rõ dựa trên cơ sở nào. Cuối tuần trước, lãnh đạo thành phố Hà Nội đưa ra thông tin về nguồn ô nhiễm không khí ở Hà Nội có liên quan đến xả thải của xe máy và ô tô. Với thống kê có 2,5 triệu xe máy quá đát trước năm 2000, thành phố Hà Nội đang xem xét, cố gắng trình Hội đồng Nhân dân thành phố chương trình liên quan đến hạn chế xe máy vào kỳ họp tháng 6 tới, sau đó sẽ trình chính phủ. Cùng đó, phải có biện pháp thu hồi các xe ô tô, xe máy quá đát. Nhiều ý kiến cho rằng, nhận định xe cũ, xe quá niên hạn là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường là không thỏa đáng. Rạng sáng nay ngày 24 tháng 2, chiếc máy bay Bombardier Dash 8 Q400 thuộc hãng hàng không Anh Flybe đã bị gãy càng đáp khi hạ cánh xuống sân bay Schiphol, thành phố Amsterdam, Hà Lan trong gió lớn. Rất may là không có ai bị thương do sự cố này. Sự cố đã khiến cánh quạt và cánh phải của máy bay va quệt với mặt đất. Theo đại diện của hãng Flybe, cơ quan Anh cất cánh từ sân bay Edinburgh, Anh chở theo 59 hành khách. May mắn là không ai bị thương trong vụ việc. Tất cả hành khách sau đó đã được đưa đến nhà chờ bằng xe buýt. Bombardier Dash 8 hay Q-Series là mẫu máy bay chở khách tầm trung hai động cơ được hãng xe Havilland Canada DHC sản xuất vào năm 1984. Hiện có hơn 1.000 chiếc Dash 8 thuộc tất cả biến thể đã được chế tạo. Thưa quý vị, vào tối qua ngày 23 tháng 2, theo giờ Việt Nam, tại trường đua Silverstone nước Anh, tay lái F1 nổi tiếng Lewis Hamilton của đội Mercedes đã chính thức cho người hâm mộ chiêm ngưỡng chiếc xe anh sẽ sử dụng trong mùa giải F1 2017. Đó là chiếc Q08 mới của hãng xe nổi tiếng đến từ nước Đức. Chiếc xe W08 đã được các kỹ sư của Mercedes cải tiến để phù hợp với một số thay đổi ở mùa giải mới. Như vậy là sau Sauber, Renault và Ford Endeavour, Mercedes là đội thứ tư công bố mẫu xe sẽ sử dụng trong mùa giải 2017. Ở mùa trước, Hamilton đã để người đồng đội Nico Rosberg qua mặt ở những vòng đua quyết định, qua đó giành luôn chức vô địch. Với việc Rosberg đã tuyên bố giải nghệ, Hamilton được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa này. Tay đua người Anh đặt quyết tâm rất cao để lần thứ tư vô địch thế giới. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Vào rạng sáng ngày 23 tháng 2, xe khách biển kiểm soát 81B00705 chạy chậm trên quốc lộ 14. Khi đến đèo Lò Xo, đoạn qua huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum, va chạm với một xe chở máy xúc đậu ven đường, rồi đâm tiếp xe container chạy cùng chiều phía trước. Vụ va chạm đã khiến đầu xe khách bị móp, biến dạng không thể điều khiển được. Rất may, lái xe container đã kịp thắng chậm và díu xe khách chạy khoảng 50m rồi dừng lại. Nhờ vậy, 30 hành khách trên xe khách đã thoát khỏi nguy cơ rơi xuống vực sâu trước mặt ở đèo Lò Xo. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chỉ chưa đầy 2 tháng đầu năm nay, đã có tới hơn 1.200 xe ô tô bị từ chối đăng kiểm vì lý do chưa nộp phạt vi phạm giao thông, gần bằng một nửa của cả năm 2016. Điều đó cho thấy, số lượng xe vi phạm giao thông nhưng chậm nộp phạt ngày càng tăng. Danh sách này sẽ được chuyển đến Cục Đăng kiểm để cảnh báo tự động cho các trung tâm đăng kiểm. Mặc dù đã hoàn thành từ lâu, song nhiều đoạn trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang vẫn chưa có đường gom. Do đó, tuyến đường vẫn chưa đạt chuẩn cao tốc. Điều này khiến xe máy vẫn được phép đi vào, vô cùng nguy hiểm. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu sớm bổ sung các hạng mục, trong đó quan trọng nhất là đường gom hai bên cao tốc để tách xe máy, xe thô sơ trên tuyến. Liên quan đến dự án cao tốc này, dù đã ký hợp đồng BOT, nhưng công tác giải phóng mặt bằng bị dừng gần một năm nay.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết nếu chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện, dự án sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Không sử dụng đường BOT hay chỉ đi một đoạn đường ngắn nhưng vẫn phải trả phí cả chặng, nâng cấp cải tạo tuyến cũ nhưng buộc người dân phải trả phí mà không được đi đường miễn phí là thực trạng đã và đang xảy ra tại ít nhất 27 dự án BOT giao thông trên toàn quốc mà Kiểm toán Nhà nước chỉ ra mới đây. Điều lạ lùng là sau khi bị người dân phản ứng mạnh thì lại ra chính sách miễn hoặc là giảm phí nhưng lại mập mờ thời gian thực hiện. Và còn những thứ vô lý khác mà có lẽ phải là những người không sử dụng dịch vụ nhưng cứ phải mất tiền thì mới thấy hết được sự bức xúc. Ghi nhận tiếp theo của VTC14 tại trạm thu phí trên quốc lộ 39 qua huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Lý do tại sao xe của tôi chưa chính chủ, tại sao các anh lại đưa giới hạn thôi? Như này đến này. Giờ phút này tôi cầm đến nơi các anh ấy bảo là xe chính chủ không được. Như này này anh này. Anh phải giải trình cho tôi. Anh như này này. Vì cái lượng người nhá, lượng người là lượng người tôi để nhiên, để em giải thích anh để nhiên. Nóng. Tôi chỉ hỏi một không câu nữa. Em chỉ trả lời thế được. Nào là không đủ? Không đủ cái gì? Đấy. Đây chính là thực tế đang diễn ra hàng giờ, hàng ngày. Không bức xúc cũng chẳng được, vì đường thì không sử dụng, nhưng vẫn phải móc tiền ra để đóng cho nhà đầu tư BOT. Không chính chủ thì bây giờ thì trước kia người ta ở trên đấy, bây giờ người ta về ở nhà trông nom bố người ta thì người ta có làm được không? Là chính chủ. Nhà đầu tư thì dựa trên cái hồ sơ hợp lệ của bà con thì nhà đầu tư vẫn tạo điều kiện cho lưu thông qua trạm bình thường. Bởi vì khi đăng ký trên hai địa phương này thì cũng là đóng góp, địa phương cũng sẽ nhận được những cái khoản đóng góp từ cái việc sang chuyển tên rồi thu các lệ phí trước bạ cũng là thu cho ngân sách địa phương cả. Anh Nguyễn Tùng Mậu, huyện Tiền Hải cho biết mới mua xe tải chở hàng nhưng do điều kiện khó khăn vẫn chưa sang tên chính chủ và thế là không được miễn giảm phí dù đã có hồ sơ công chứng mua bán xe, giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã. Tôi đến đây, tôi làm giấy hẹn thì người ta viết giấy hẹn rồi, đến bây giờ người ta bảo đuổi về phải sang tên đội chủ. Đấy, thì tôi có hỏi rằng là thế cái dấu đỏ của Ủy ban xã để làm gì và dấu đỏ công chứng để làm gì? Đấy, thế bây giờ nay mai những cái dấu đỏ ấy vô tác dụng à? Có một thực tế khá lạ lùng, rất nhiều trường hợp mua xe nhưng chưa sang tên đổi chủ, sinh sống tại huyện Tiền Hải, Kiến Sương và thuộc diện miễn giảm phí đường bộ theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, nhưng khi chuyển hồ sơ thì bị trả lại. Trong khi đó, trên thực tế, tuyến đường họ lưu thông lại không sử dụng đường BOT quốc lộ 39. Mấy người lại trả hồ sơ lại là không chấp nhận là xe không chính chủ. Nghĩa đừng nói là chưa chính chủ đi. Thì tôi bảo đây là xe của sếp tôi, sếp tôi không đi được. Đấy, mà tôi đi làm thay. Đấy. Mà thì có được không mà các ông ấy nãy là trả lời là đã trả lại mấy giấy tờ rồi. Công nhận bây giờ tôi vẫn đi đấy tôi làm. Các lái xe cũng phản ánh việc không sử dụng đường BOT mà vẫn phải mất tiền là rất vô lý. Cái sự vô lý này được thể hiện đó là đường thì nhà đầu tư BOT không làm nhưng vẫn đặt trạm mà trạm thu phí số 2 quốc lộ 39 là một điển hình. Đường bây giờ chỉ một bên thì thu, bên thì thu hai bên. Nó khó cho anh em lái xe, với lại chủ xe nữa. Anh thấy cái đặt trạm kia hợp lý không? Không anh ạ. Lý do? Do là bây giờ đường đấy là đường 39 mà bây giờ đi đường ấy đường của nhà nước. Bây giờ đặt ra nó khó. Chỉ đường này thì đường vành đai thì bây giờ có mỗi đoạn cũng làm cho thu phí hai trạm nó khó. Thực ra cái này tôi cũng không nắm được bởi vì là chủ trương của những người coi như là đặt ra thế này thì chỉ biết là làm cái thủ tục phí miễn giảm này còn đến ngày bao nhiêu thì tôi cũng chưa được cụ thể, chưa được nắm được. Đi từ nhà lên đến Thái Bình chỉ có mấy chục cây số, đi khám lưu hành vừa đi vừa về cũng đã mất 300 nghìn. Đấy khám lưu hành nhé, khám lưu hành thì phải là lên tỉnh, đấy vừa đi vừa về mất 300 nghìn. Đấy chưa nói về hàng hóa. Thế bây giờ làm đâu ra dầu mỡ thì như thế. Mà bây giờ việc làm thực sự với các anh là rất là khó khăn. Mà trong đó lại bày ra cái trạm bán vé này. Thực sự là người dân chúng tôi rất là bức xúc. Có đường mới thì nhà đầu tư vui vì có tiền trả nợ. Còn người tham gia giao thông hàng ngày, dù họ không sử dụng đường BOT, nhưng vẫn phải cõng nợ cho nhà đầu tư, rõ là vô lý.
Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin giao thông an toàn ngày 24 tháng 2 của VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. We'll be right back.